Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em. Giới thiệu với lại các bác một lô hàng mới nhá, lô hàng câu liêm. Cái này là shop mới đặt thợ rèn chuẩn, rèn được cái lô câu liêm nhé. Các bác nhìn đây, rất là nhiều. Cái này nhìn vậy thôi nhưng mà nó cả trăm cái đấy các bác nhá, không ít đâu. Tại vì mình nhìn như vậy thôi nhưng mà đếm từng cái một nó cả trăm cái đấy. Cái câu liêm mà câu liêm đợt ngày xưa nhất ấy mà các bác mua ấy thì nó sẽ không được chất lượng, nó không được cong, nó rất là xấu, rất là không chắc chắn, thì shop cảm thấy nó không đảm bảo. Thì cái này là shop đã đặt thợ rèn nhé, người ta rèn cái câu liêm đặc biệt rất là ưng ý nhá các bác nhá. Đây, cái loại này là câu liêm hai lưỡi, các bác nhìn đi, cái vòng cong vòng hỏi này, nó hỏi dấu hỏi cực kỳ luôn. Các bác về các bác giật cành giật đấy là không, là mà không bao giờ bị tuyệt nhé, không bao giờ bị tuyệt. Theo là cái lưỡi trên này, cái lưỡi trên này thì về các bác có thể thúc từ dưới lên, nó cũng bén nhá. Thế cái này thì người ta chỉ mài bén độ vừa phải thôi, còn các bác mà muốn về bén hơn nữa thì các bác sẽ phải tự lấy máy mài hay là tự thiết kế làm sao cho cái lưỡi này nó bén hơn nữa theo ý của các bác nhá. Thế còn đây là thợ người ta làm cho mình thì nó chỉ làm được cái mức độ như này thôi nhá. Với cái câu liêm này thì cực kỳ là chất lượng luôn, chất lượng nhá các bác nhá, độ cong rất là tốt, bén. Thép này là thép rèn con nửa các bác nhá. Đây là cái câu liêm hai lưỡi này, còn đây là câu liêm một lưỡi nhá các bác nhá. Đây câu liêm một lưỡi cũng vậy. Đấy. Cái nào cũng vậy nhá, cái độ cong này nó là rất tốt, lưỡi nó bén, độ móc nó nhiều, thì các bác về các bác giật cành nó rất là chắc chắn, nó không có bị trượt nhá các bác nhá. Cái câu liêm này thì giá thành nó sẽ hơi cao một chút nhá, cao hơn các loại câu liêm lần trước. Câu liêm lần trước thì nó chỉ có 30-40 nghìn thôi. Thế còn cái câu liêm này ấy, cái này này là 90 nghìn các bác nhá. Câu liêm một lưỡi này 90 nghìn, còn câu liêm mà có hai lưỡi này, lưỡi trên lưỡi dưới này thì là 120 nghìn các bác nhá. 120 nghìn đó cái câu liêm hai lưỡi và 90 nghìn là câu liêm một lưỡi. Ở đây mới đặt được cái lô hàng câu liêm để đi theo cái xào gác cu cho các bác nhá, xào treo chim. Xào treo chim thì có 4 mẫu cơ bản, nhà là 4 mẫu cơ bản, là chất liệu thì đều bằng inox, mẫu 6m, mẫu 5m, mẫu 4m và mẫu 3m. Ở đây trên cái đầu xào này họ cho mình sẵn một cái đầu ốc mà đã có gen sẵn rồi. Thì mình chỉ việc xoáy cái gen này vào nhé. Cái gen này vào là mình sẽ sử dụng được cái câu liêm. Thế ngoài ra thì có thêm cả cái móc treo nữa nhé. Các bác mua thêm cái gì thì các bác nói thêm cái đấy để shop lấy thêm cho các bác nhé. Đây, cái này thì người ta rèn người ta phải bôi lin, bôi dầu cho nó chống dỉ đây. Để mình về dùng thì mình sẽ lau đi một cái. Đây với cái câu liêm này các bác nhỉ, cực kỳ chất lượng luôn, giật cái gì cũng được, không bao giờ bị tuột nhá. Độ móc nó rất tốt nha các bác nhé, độ móc nó cực kỳ tốt luôn đấy. Các bác siết chặt ra vào, siết chặt ra vào. Thế đây cái xào gác chim, xào đi gác cu gáy, xào treo lồng chim thì các bác cũng nắm được cơ bản rồi. Nó là xào chất liệu bằng inox nhé, xào rút các bác rút ra, xoáy ra là mở khóa, xoáy vào là khóa lại để cho nó đứng lại. Tôi làm video này giới thiệu cho các bác rồi cũng công bố cho các bác cái giá luôn để các bác tiện theo dõi video, tiện đặt hàng cho nó dễ nhá. Giá luôn là công khai. Cái mẫu xào inox này có 3-4 thông số các bác nhé. Đầu tiên là cái thông số cho cái mẫu xào 3m, mẫu xào tôi nói đầu tiên từ cây cao nhất đi, từ cây dài nhất đi nhá các bác nhé. Cây dài nhất là cây 6m này này. Đây cây 6m này. Đây các bác này. Cây 6m này giá sẽ là 300.000 nhá các bác nhé, 300.000 cho cái cây xào không rồi, không? Em cầm bao nhiêu túi vải đấy? Túi vải xào. Ở 300.000 nữa cây xào không rồi nhá. Thế còn các bác nào mua thêm phụ kiện thì sẽ tính thêm phụ kiện. Ở phụ kiện đi theo xào ấy thì sẽ không phải chịu thêm tiền cước. Thế còn các bác mua phụ kiện riêng thì sẽ phải thêm tiền cước gửi nhá. Thế còn cái xào này giá 300 thì đã bao cước cho các bác rồi. Xào 6m là giá 300 này. Xào 5m thì sẽ con chào các bác. Giảm đi 30.000 các bác nhé, 30.000 là còn 270.000 cho cây xào 5m này, 270.000. Xào 4m thì lại tiếp tục giảm đi 30.000 nữa, là còn 240.000 nhé, 240.000 cho cái cây xào 4m này các bác này. Riêng cây xào 3m thì sẽ giảm đi 40.000 nữa, là chỉ còn có 200 thôi, 200.000 cho cái cây xào 3m. Giá là đã bao tiền cước phí rồi nha các bác nhé.
Còn các bác lấy thêm phụ kiện nào ấy thì các bác shop sẽ tính tiền theo phụ kiện đấy. Phụ kiện đi theo cây xào ấy là phụ kiện không phải mất thêm phí nhá. Đây ví dụ như là cái áo đeo này đi. Áo đeo này rất là chắc chắn này, dày dặn bằng vải màu ren di. Có khóa, có dây đeo. Tùy được kích cỡ 6m, 5m, 4m đều có cả nhá. Thì như cái áo này thì shop sẽ tính thêm được có 30.000 thôi nhé. Các bác cái 30.000. Đó là giá vốn đấy. Cái giá vốn đấy các bác. Này làm hộ các bác luôn đấy, 30.000 nhé. Các bác mua theo. Còn cái cô liêm ấy như vừa nãy tôi cũng đã nói rồi. Cái cô liêm kép này thì nó là 120, hai nữa nhá, 120. Thế còn cho cái cô liêm mẫu cô liêm đơn, một nữa như này ấy, thì sẽ là 90.000. 90.000 nhé. Và còn một cái móc nhỏ nữa, cái móc treo nữa. Thì đây tôi lại không cầm ra rồi. Cái móc treo đấy thì tính thêm 10.000. Đấy các bác cứ tính thêm các phụ kiện vào là các bác cộng lên cái tiền hàng của các bác nhá. Thế giá thì luôn luôn là giá bao ship, bao cước hết rồi các bác rồi, không có xin thêm nữa. Hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại shop theo những cái số điện thoại mà tôi ghi ở dưới phần mô tả ấy. Các bác liên hệ với số nào cũng được. Sẽ có nhân viên alo tư vấn nhận đơn hàng của các bác và gửi hàng qua đường bưu điện. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Các bác lưu ý là không cần phải đặt cọc trước, cứ nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng. Thế hôm nay là thông báo cho các bác là có một cái lô câu liêm hàng rất là đẹp, hàng đặt các bác nhé, gọi là hàng đặt đẹp, rất là đẹp, chất lượng rất là tốt, gửi tới các bác và cũng thông báo lại cho các bác cái mẫu giá của cây xào treo chim, xào các cu. Từng cái thông số một, từng cái kích thước một cho các bác nắm rõ để các bác mua hàng nhá. Nhà bán hàng là bán hàng trên video, các bác xem video thấy sản phẩm thực tế các bác ủng hộ shop nhá. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký nhá và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh để các bác sẽ nhận được những cái video mới nhất mà shop giới thiệu những sản phẩm mới đến với các bác nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Xin chào.